xe khách gây họa vì combo lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu khi trời mưa, đường trơn không kịp né. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông, truyền tay nhau vụ việc như sau. Phớt lờ các nguyên tắc an toàn cũng như biển báo giao thông, vạch kẻ đường, tài xế điều khiển xe khách đã phóng nhanh, vượt ẩu trong điều kiện trời mưa đường trơn, dẫn tới tai nạn. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Tình huống diễn ra trên đường tránh Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, dù đến gần khúc cua có biển cấm vượt và có vạch vài nét liền, lại trong điều kiện trời mưa đường trơn, nhưng chiếc xe khách gắn camera hành trình vẫn chạy lấn làn sang đường ngược chiều để vượt. Không những thế, sau khi vượt được ô tô con màu đỏ và quay trở lại đúng phần đường của mình, xe khách vẫn duy trì tốc độ cao, không đi chậm lại, dù trên đường có gờ giảm tốc và phía trước là vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường. Kết quả là chiếc xe này đã đâm vào đuôi ô tô con màu trắng rồi lao vào vệ đường. Xem video thật sự thấy kinh hoàng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đường này có giới hạn tốc độ tối đa 60 km/h. Trời mưa, có biển cấm vượt, có vạch kẻ liền mà xe có cam phóng nhanh như vậy thì tai nạn chỉ là chuyện sớm muộn. Thấy xe trắng đã đỏ đèn từ xa rồi mà có vẻ tài xế xe khách không đạp phanh. Với những tài xế thiếu ý thức như thế này thì theo tôi nên tước giấy phép lái xe vĩnh viễn, đỡ gây nguy hiểm cho người khác. Chứ thường xuyên nắm trong tay tính mạng của bao nhiêu hành khách mà lái như vậy thì không ổn. Nickname DC bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội. Thành viên AD trên một nhóm Facebook về giao thông cũng đồng quan điểm. Trời mưa mà xe khách phóng nhanh thế, lấn hẳn sang làn đối diện, lại còn vượt ở khúc cua khuất tầm nhìn thì chịu rồi. Nếu gặp xe tải, xe khách ở hướng đối diện là xảy ra tai nạn thảm khốc luôn. Còn bạn thấy sao về pha vi phạm lỗi trong lỗi của xe khách này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống.